Hello các bạn, mình là thầy đi TV đây. Trời ơi, 5 ngày không ra clip rồi. À đâu, chính xác hơn đó là 4 ngày mấy bạn ạ. Trời ơi, nhớ các bạn thế nhở. 4 ngày không ra mà cứ ngỡ như là 96 giờ. Đố các bạn biết hôm nay mình sẽ làm về chủ đề gì? À mà các bạn biết mẹ rồi, mình ghi trên caption nhé. Mình quên mất, hơi ngu một tí. Mấy ngày này não tuôn ra bao nhiêu ý tưởng để làm video cho mấy ông mà thế đéo nào nó lại lười, chả hiểu kiểu gì. Các bạn, tôi đang tính ủ mưu của tôi, mình nghĩ tôi livestream mấy bạn có thấy hợp lý không? Hợp lý đúng không? Lại chả hợp lý. Có quá đáng lắm không nếu mấy bạn cho một follow vào cái kênh này? Tại vì mình sẽ livestream ở kênh đấy, còn kênh chính của mình thì nó bị báo cáo nhiều vãi đái, nếu livestream được à? Cay thế nhỉ? Kênh chính của tôi mà không bị báo cáo nhiều thì thế mẹ tôi livestream lâu rồi. Chưa tomate, bạn nào chưa quân đoàn hay là quân đoàn như cứt thì các bạn có thể vào với quân đoàn của mình. Quân đoàn mình có những gì? Bắn hay, bờ rồ, nhắn tin nhiều, vui vẻ hòa đồng. Yêu cầu rất là đơn giản, các bạn chỉ cần trên 2k8 và các bạn có thể đổi tên được, tương tác bốc được, bắn cũng hay, win mình trên 3 round là có thể vào rồi. Nếu bạn đủ điều kiện rồi thì các bạn có thể ấn vào đường link Facebook mình để ở dưới phần mô tả và phần comment. Đã bắt đầu xoay màn hình, chuẩn bị chỉnh máy thôi. Đầu tiên các bạn vào nhấp khi con trỏ dừng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Để custom và để đó là 0.2 nhá. Con trỏ chuột thì vẫn để lớn thôi, còn tốc độ con trỏ thì bạn để max nhá. Rồi, đến với cái tiếp theo nào. Đó chính là phần talkback. Nghiêm cấm không được bật talkback nhá. Vào phần setting, vào phần cài đặt nâng cao, phím tắt để ALT các bạn thấy chữ. Ok chưa? Ok, ok rồi thì out ra. Rồi, tiếp theo các bạn vào phần độ chi tiết, vuốt xuống để tất cả mọi thứ như cũ đấy. Đó là không làm cái gì hết và tắt hết mấy cái này đi. Rồi, lại tiếp tục ấn vào cài đặt nâng cao, cài đặt nhà phát triển để mức đầu ra đó là no ne. Và cái bên dưới thì tắt hết đi. Ok chưa? Ok. Tiếp nữa đó là tùy trình cử trí, các bạn để tất cả đó là mở hướng dẫn nhá. Tất cả đều là để mở hướng dẫn nhá. Ok chưa?